Ồ, thằng ra thằng gà này tự chém mình liên tục trong giấc mơ đã mới tỉnh dậy. Thằng này lì vãi, dù là mơ nhưng để làm vậy cũng nhận tay thế mẹ. Ru ngủ liều cao cực mạnh. Sao anh không cứu tụi em? Lúc tụi này bị giết, ông đang ở đâu? Sao chỉ còn mình ông sống sót? Ông có cảm thấy ích kỷ không hả? Tao không có thằng con như mày, đồ vô dụng. Sao mày không đi chết đi con? Sống vậy không thấy cắn rứt hả? Là mọi người ép tôi. Đi chết đi con quỷ này. Mày làm tao điên lên rồi đó. Gia đình tao không bao giờ nói những lời như vậy. Sức mạnh của tình yêu và niềm tin kết hợp. Ủa, sao nó chết dễ vậy ta? Hay nó còn yếu hơn con quỷ nhện rồi lúc trước? Giỡn tí cho vui thôi cậu em. Nãy giờ tập thể dục ấy mà. Giờ chơi thiệt nè con. Mày tưởng đã chặt cái đầu tao hả? Đây chỉ là một cái phần thân thôi. Tao là cả cái đoàn tàu này nè.